Nhằm kịp thời động viên các đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024, chiều ngày 21 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phục Lễ tổ chức tiếp xúc gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân và quân nhân xuất ngũ năm 2024. Dự buổi tiếp xúc có đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể xã, các đồng chí bí thư tri bộ, trưởng các thôn cùng 11 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và đại diện quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2024. Thời gian qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã được các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Phục Lễ, đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định. Năm 2024, xã Phục Lễ có 10 thanh niên lên đường nhập ngũ và một thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tại buổi tiếp xúc, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã phát biểu chúc mừng, động viên các tân binh tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống quê hương anh hùng, luôn xác định tốt ý thức trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị, xác định tốt tư tưởng khi thế phấn khởi, nêu cao bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, công an nhân dân, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và nhà nước giao phó tiếp bước truyền thống vẻ vang của lớp cha anh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đồng thời đề nghị các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã các đồng chí bí thư tri bộ trưởng thôn cần quản lý chặt chẽ thanh niên thực hiện tốt việc chăm lo động viên thanh niên gia đình thanh niên nhập ngũ thực hiện chính sách hậu phương quân đội để các thanh niên yên tâm lên đường thực hiện tốt nghĩa vụ đối với tổ quốc đối với quân nhân xuất ngũ trở về địa phương các đồng chí mong muốn các quân nhân luôn giữ vững bản lĩnh phát huy những điều tốt đẹp được rèn luyện trong môi trường quân đội sớm lựa chọn cho mình công việc phù hợp đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương đón nhận tình cảm của các đồng chí lãnh đạo tân binh phạm văn duy thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ hứa sẽ ra sức học tập và rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng phát huy truyền thống quê hương truyền thống của quân đội nhân dân việt nam dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Cũng nhân dịp này, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phục Lễ đã tặng quà cho các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và tặng quà cho 11 thanh niên nhập ngũ đợt này. Các ban ngành đoàn thể xã tặng nhiều phần quà ý nghĩa, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, phấn khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.